Thưa quý vị, trước tình cảnh nhiều chiến sĩ, cán bộ tham gia cứu hộ, cứu nạn trong vùng lũ bị vùi lấp do mưa lũ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng Ba, tỉnh Thừa Thiên Huế và tại Thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa qua, cảm phục ý chí sẵn sàng hy sinh thân mình vì nhân dân, vì lý tưởng cao đẹp phục vụ Tổ quốc, đồng bào của những người lính Cụ Hồ, Phật tử Lương Đình Khoa đã viết nên những lời thơ từ câu chuyện hoàn cảnh có thật. Bài thơ mang đầy tính thời sự, với phần đầu là những câu thơ được lấy cảm hứng từ ngôi nhà cấp 4 của Đại úy Trương Anh Quốc đang xây dựng dở dang cùng tiếng đất của chị Ngô Thị Thanh Nhàn, vợ Đại úy Quốc. Anh ơi, nhà mình chưa xây xong, khi nghe tin chồng mình đã hy sinh. Đó còn là lời hứa đưa con trai nhập trường đại học bỏ lại của Thượng tá Hoàng Mai Vui. Ấn tượng với những câu nói cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Mang, Phó Tư lệnh Quân khu 4, qua điện thoại với đồng đội: nhân dân đang rất cần chúng ta đến, thì bất luận có hy sinh cũng phải đến. Và câu nói trong những đoạn video cuối cùng ghi lại hành trình của đoàn tìm kiếm cứu hộ cứu nạn được tìm thấy cùng thi thể 13 cán bộ chiến sĩ. Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì nhân dân, chúng ta phải làm. Lương Đình Khoa đã giữ nguyên hai câu nói này đưa vào trong bài thơ. Bài thơ được Phật tử Lương Đình Khoa chuyển thể thành video clip sử dụng các hình ảnh tư liệu của truyền hình quân khu 4 và hình ảnh trên các phương tiện báo chí, truyền thông với mong muốn thay nén nhang thơm, nghiêng mình cảm kích, tri ân và vĩnh biệt các anh, mà còn góp phần tiếp tục lan tỏa đi trái tim và ý chí của những người lính luôn đặt sứ mệnh vì nước quên thân, vì dân phục vụ lên hàng đầu. Ca khúc nhạc đền Về đi các anh ơi, thơ Phạm Hùng, nhạc Hồ Thu Trang, thể hiện nghệ sĩ ưu tú Tiến Lâm. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Về đi nào, về thôi các anh ơi, đồng đội gọi vang cả trời xứ Huế, nước mắt đau thương tuôn trào sóng bể. Đồng đội ơi, nghe tiếng gọi không? Về đi nào, về thôi các anh ơi, bão qua rồi cơn mưa dừng đã nghỉ. Anh về đi sao không thấy anh? Anh đâu rồi? Lạnh lẽo giữa rào trăng. Anh ơi, anh đi trong bão tố mịt mù, theo tiếng gọi của Tổ quốc thân thương. Có xa chi chớp nguồn hay nước lũ, cắt núi băng rừng, cứ thế các anh đi. Chiều nay trời mưa tuôn nước mắt, mẹ già con thơ vẫn dõi tin chờ. Anh đâu rồi, anh hãy trả lời đi. Mảnh ao linh có làm anh đủ ấm? Các anh ở đâu giữa núi rừng xanh thẳm? Rào trắng chẳng còn ánh trăng thanh, chỉ có lũ dâng hoang tàn đổ nát. Khúc ruột miền Trung chìm trong nước mắt. Về đi nào, về thôi các anh ơi.
Về đi nào, về thôi các anh ơi. Đồng đội gọi vang cả trời xứ Huế, nước mắt đau thương tuôn trào sóng bề. Đồng đội ơi nghe tiếng gọi không? Về đi nào, về thôi các anh ơi. Bão qua rồi cơn mưa dừng đã nghỉ, anh về đi sao không thấy anh? Anh đâu rồi lạnh lẽo giữa rào trăng? Anh ơi anh đi trong bão tố mịt mù, theo tiếng gọi của tổ quốc thân thương. Có xá chi chớp nguồn hay nước lũ, cắt núi băng rừng cứ thế các anh đi. Chiều nay trời mưa tuôn nước mắt, mẹ già con thơ vẫn dõi tin chờ. Anh đâu rồi anh hãy trả lời đi, mảnh ao linh có làm anh đủ ấm? Các anh ở đâu giữa núi rừng xanh thẳm? Rào trắng chẳng còn ánh trăng thanh, chỉ có lũ dân hoang tàn đổ nát, khúc ruột miền Trung chìm trong